giám sát thuyền cái trên thượng ngàn, quan đệ nhị giám sát đi thuyền cái thông chi tiết chế ra cầm cầm sai đại thần. Quan về tổng đốc nghi khai hành ca quan ngọn thờ thánh kiếm vua ba.
văn sớ dâng lên, thượng lại văn sớ dâng lên, tấu quan giám sát chép tin do giảng phi cho gia chủ bình an. Gia chủ bình an sẽ cho gia chủ bình an, phúc lại tai tông lộc tài để đã buôn mùa phú quý vinh hoa. Tùng gieo hình
như tranh vẽ. Cản khôn năm quan trong tay, không thừa thượng đế xưa nay, thừa hành giám sát trước dày tiên cung. Năm binh dân ngày mồng 10 tháng 1, Thái hậu bà sinh hạ tôn quan. Quan vọng tấu cửu trùng nghề chúa phê long bút sắc phong quan thẻ vàng. Có phen tới, có phen tới sân sông nghỉ mái ta á. Tấu đối sông ngài lập lập thác tang dù. Quan lớn làm cho sóng gió bị mù, mưa tuôn khói tỏa sập phủ dày vang. Hợp bản lõn đình thần ca tụ, chén rượu nào quan chú tiếp quan anh. Thừa nhàn gió mát trăng thanh, đàn ca sáo thổi đào quạnh trước sân lầu. Phang tiếng trong y, phang tiếng trong bốn phương y sân đồng. Cửa thiền môn lầu 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 ngôi cao, tôi quan ngài rồng kim chi tam giới ngọc hoàng nghi sắc đi phong. Có phen ra tiếp chầu lưu quý, ván cờ thiên ngài đấu trí một hai. Có phen thắng cảnh đua tài, một khúc Phật kinh ngàn từ. Bản điệu vị, bản điệu vị quận công nghi giám sát, quyền toàn cai phố các đổi ngang. Võ thời vi với đức quan, văn thời vi với mạnh nhàn thay là. Ngày mùng 10 tháng 1 trung thiên thời, chính ngọ xuất thân cung nguyên mừng rỡ muôn phần, sinh ra là đấng trung thần đi trường phu sẽ loan thanh giá.